ua đó, yeah. Ăn xong không bỏ vô rác, mà có thùng rác đó mà không bỏ, yeah. Bỏ vô chậu cây của người ta rồi á, xịt ba cái dầu trắng xóa chút nữa, kém ý thức đó. Yeah. Cô nói thẳng luôn vậy, kém ý thức đó. Mà đứng đây hồi nãy mình đứng cằn nhằn á, nói là khách hàng á, từ sớm tới giờ này mới bắt cơm, đứng cằn nhằn đó con, yeah. Đâu biết là người ta phục vụ bao nhiêu người, người ta còn phải tiêm chín xong chứ không ai người ta phục vụ cho mình không đâu, yeah. Năm 2020 thì ngay giờ phút này tại cổng số 6 bệnh viện Chợ Rẫy ở quán cơm của cô Tư thì Tuấn Dương sẽ gửi tới bà con cô bác là 360 phần cơm chay. Cái phần cơm chay này do gia đình anh Trường Nguyễn cộng phối Mai ở Arizona ở Mỹ gửi 6 triệu để nấu cơm cho mẹ là bà Trần Thị Xuân. Cô Dũng Đoàn gửi 1 triệu và cô Diệu Liên gửi 1.150.000, tổng cộng là 8.150.000. Thì hôm nay cô Tư đã cũng phát tâm thêm và cô Tư có làm thêm cho Thành là tổng bao nhiêu phần cô Tư? 360 phần. Ngoài ra, ngoài cái phần cơm đó các bạn, thì có một người đẹp giấu tên ở Mỹ có gửi, thì hôm nay cũng là ngày phát cơm chay nên là Tuấn Dương có làm 200 phần bánh tráng trộn chay để phát cho nó đồng bộ với cái buổi cơm chay ngày hôm nay. Thì người đẹp này cô gửi tiền thì vẫn còn một lần phát bánh tráng trộn nữa. Thì ngày mai Tuấn Dương sẽ tiếp tục phát bánh tráng mặn. Còn hôm nay là có 200 phần bánh tráng chay. Dạ. Hôm nay là phát đồ ăn chay nhá cô bác nhá. Hôm nay là cơm chay, bánh tráng trộn cũng chay luôn. Đó. Rồi anh Khôi thâu phiếu đi. Được phiếu này. Được phiếu. Đứng đó nha, gái. Chú Vĩnh xuống ra đây đi. Rồi cô cứ phát hết cơm rồi trắng trộn, phát song song với cơm. Nghe nhận cái tên đã anh cho chúng rồi cho chết. Qua đây, phải đứa anh. Đi qua, qua nhà. Đã kêu em đứng người đó mà em cứ lên sàn hoài vậy. Đây những người ngoài bệnh nhân nữa là đâu? Yeah.
trong đây bà con. 12 cây có ai nè? 12 cây kim tây có ai nè? Hôm nay là bánh tráng trộn chay và cơm chay nha quý vị.
chợ. Cảm ơn nhà tập gia. Ông nào kêu? Chúc mọi người ăn ngon miệng no bụng. Dạ. Dạ, chúc bà con ngon miệng no bụng ha. Dạ. Dạ. Cô có phiếu chưa? Cô đi xuống hàng dưới hàng bên đây đã cắt qua đến phía bên đây rồi. Bây giờ đã phát tới bên đây. Cô không vậy? Không không. Xếp hàng. Vậy hả? Cắt ra phía sau. Rồi. Cây có 2 ngàn. Chị mới lần đầu tiên xếp hàng đúng không? Chị mới lần đầu tiên. Chị sọc áo sọc nè. À, là mới đúng không? Dạ, mấy mốt chị rút kinh nghiệm. Mọi người xếp hàng giống mình. Dạ. Rồi cái hàng sẽ cắt ra xong hàng bên đây. Chị đứng bên đó thì lại là tour rất là lâu nữa. Dạ. Sắp về hỏi không? Dạ. Dạ. Đấy, giờ tới mình rồi nè. Hôm nay bà con ăn cơm chay, bánh tráng chay nha. Hôm nay chúng ta có cơm chay, bánh chén chay và một chai nước suối. Dạ. Bây giờ đi phát tới cơm chay được 360 phần, còn bánh chén. Dạ.
mỗi người một phần cô ạ. Dạ. Ai cũng nuôi bệnh nhân hết, mỗi người mà xin hai phần thì mọi người ở đây cũng hai phần. Dạ. Dạ. Mỗi người một phần. Được đồng. Bệnh nhân hả? Chị là bệnh nhân hả? Cô là bệnh nhân hả? Cô bệnh nhân. Cô là Đặng Ngọc Hiển hả? Dạ. Ở đây bệnh nhân nè, rồi cho. Rồi cho ưu tiên bệnh nhân. Rồi em bước vô đây luôn đi nè, bước vô luôn. Đó. Anh gọi có một phiếu cho bệnh nhân tuột ra. Rất nhanh chóng. Rồi, thức ăn chay nha cô bác ơi. Dạ. Cô là mới nhập viện hả? Giờ ai dĩ cô ra đây? Dạ, nay cơm chay, bánh tráng chay rồi. Dạ. Rồi cảm ơn cô nha. Dạ, cô xuống xếp hàng đi, còn thì mình phát cô. Xuống xếp hàng xuống á. Cái anh áo trắng á. Dạ. Đây, thẻ nè cô. Cô, thẻ nè cô. Cô lần đầu tiên nhận hả? Cô nhận đầu tiên thận nhận hả? Sao không có thẻ? Mới đầu tiên hả? Dạ, mà sao cô không có thẻ hả? Không, cô không. Dạ, cô đi theo đi. Cô đi nuôi bệnh hả? Ủa sao nuôi bệnh không có thẻ dâu vàng hả? Nuôi bệnh là mướn quá chắc á, mướn nhà trọ hả? À, vậy là mướn nhà trọ chứ không phải ở trong, ngoại trú. Bây giờ chúng ta còn cơm và nước suối. Còn 50 phiếu đúng luôn. Còn 50 phiếu nữa. Rồi rồi, cô báo con nhận đi. Anh có nhận cơm không? Chắc phát hàng này luôn hả cô Tư? Cho nó xong luôn. Cho nó đông một chút đi. Đông chút cái phát luôn. Đúng 50 phiếu. Đây lát nữa đi có thuốc vô nha. Cho tỉnh tao rồi. Đúng 50 phiếu nữa. Hôm nay quý vị ăn cơm chay nha. Cơm bên đây, bát cơm. Bát cơm.
Rồi để em phát cho. Rồi rồi chị bán đi. Để chị bán. Đây. Đi vòng vô đây nè, nhận cái phiếu nè. Đây, cơm chay mời cô bác về xếp hàng. Rồi nhận phiếu đây nè, vô đứng nối đuôi vô của cái cua đó. Còn vài phiếu thôi cô chú ơi, nhanh chân lên. Phiếu này. Rồi vô đứng nối đuôi vô luôn. Đi xin cơm hay gì vậy em? À. Cô ra cô báo cho mình con biết đúng không? Cô nói thẳng nó luôn. Bây giờ là còn 18 phần còn lại. Ở đây thì có một cô hàng xóm nãy giờ con nghe cô. Dạ, cô có thể nói thêm để coi như bà con mà nghe được clip này cũng sẽ hiểu hơn là cái công việc từ thiện của mình cũng. Người ta nói là con không biết tại vì cô biết mà sáng sớm là cái tiệm cơm này nè ta vừa bán mà người ta vừa phải làm chia từng phần á, ở tranh thủ làm mà không biết mấy trăm phần chứ phải ít đâu. Giờ này mấy cái người phục vụ cơm nước á, người ta còn chưa có ăn nữa đó, người ta vừa bán vừa làm. Đây là những người người ta làm cho bếp này mà ta làm cực khổ lắm á chứ đâu phải giỡn. Rồi ta kêu có 2:30 hay tới chưa có 2:30 mới có 1 giờ là đã đứng lại ở đây hết rồi á. Con không biết cái hả, cái vô trong đây ào không, phụ vô đây hả là nói la lối rồi chửi đánh lộn nhau, chửi lộn nhau y xèo á, dành chỗ đứng dành chỗ đứng xong đã rồi á, trước nhà người ta nói ngay cũng hơi phiền ở nhà, nhà người ta có người bệnh cứ la lối rồi cười nói rồi thạt nhổ đồm tùm lum hết rồi ăn uống xả rác. Có bữa tới sớm quá ngồi mỏi chân cái ông lấy giấy lót ở dưới đít ngồi, ngồi xong á cái lúc người ta phát cơm đứng lên nó xả rác. Trời ơi, cô phải đi lụm rác, quét rác của họ. Thậm chí đó ăn những cái bao ni lông mà cái gì ba cái dâu đó ăn xong không bỏ vô rác, mà có thùng rác đó mà không bỏ bỏ vô chậu cây của người ta rồi á, xịt ba cái dâu cắm xó trước cửa người ta. Kém ý thức. Cô nói thẳng luôn vậy, kém ý thức. Đứng đây nãy mình đứng cằn nhằn á, nói là khách hàng á, từ sớm tới giờ này phải bắt cơm đứng cằn nhằn đó con. Đó đâu biết là người ta phục vụ bao nhiêu người, người ta còn phải tìm kiếm sống chứ hay người ta phục vụ cho mình không đâu. Đó như vậy. Đây là coi như cô hàng xóm là cô rất là tạo điều kiện để cho coi như là bếp cơm của cô Tư có thể duy trì thời gian lâu dài và mỗi ngày như vậy. Đúng rồi. Dạ. Nên là quý cô bác có nghe được video này thì nếu như ai mà có thân nhân bệnh nhân mình được nhận cơm từ thiện thì cũng biết là có rất là nhiều công sức ở phía sau của các tình nguyện viên cũng như là sự hỗ trợ của bên coi như là hẻm nhà mình. Cái hẻm 3/6 á, hẻm số 3 xẹt từ 3 xẹt 1 bến xe đến 12 đó. Dạ, 1 đến 12 coi như là bà con là coi như là rất là hỗ trợ người cho ta bên là rất là thông cảm. Dạ. Chứ không phải không có thông cảm mà đứng trước cửa nhà người ta mà giặt chỗ xong rồi quấn lộn chửi lộn cũng như xe. Dạ. Thiệt lắm. Dạ. Mà cô cũng thông cảm, cô không nói gì. Nhưng mà cái nhiều khi mà quá đáng lắm cô mới lên tiếng thôi. Chứ dạ. Còn ai muốn làm gì làm. Dạ. Ừ. Nói chung là mình cũng rất là hiểu cái sự vất vả của các thân nhân bệnh nhân
Đấy, nhưng mà để mà công tác mà thiện nguyện nó tốt hơn thì bà con cũng phải lưu ý giữ trật tự thì bếp cơm mình mới duy trì được. Ta chứ nhà ta có người bệnh đó mà là mới ôm phòng mà con biết cái bữa hai cây gỗ nhau y xeo trước cửa nhà mà lên xong đó thì tổ trưởng người ta cũng bức xúc ta không có nói nếu mà là mình ta lên ta nói như cái là mình coi như mình khó mà duy trì mình khó khăn lắm đó chứ hay không đâu. Cô cũng biết vậy, tại cô cũng đã từng đi cứu trợ hôm qua rồi, cô cũng biết rồi.